Toàn thể hội nghị, thay mặt cho đoàn đại biểu Quốc hội, tôi xin báo cáo kết quả kỳ họp và hoạt động đoàn đại biểu Quốc hội trong kỳ họp như sau. Một là các luật nghị quyết được Quốc hội thông qua. Luật phòng chống tác hại của rượu bia thì một cái luật mà phải nói thảo luận rất là kỹ trong công tác chống phòng chống tác hại của rượu bia. Và trong đây có một cái điểm đó là cấm điều khiển phương tiện giao thông trong máu hơi thở có nồng độ cồn, thì cái này là cái điểm mà cử tri cũng như toàn thể chúng ta nên quan tâm. Luật sửa đổi giáo dục thì nhằm tạo cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực, tăng tính dân chủ, tự chủ của các cơ sở giáo dục. Luật thi hành án nhân sự sửa đổi nhằm cụ thể hóa việc thi hành bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự. Luật đầu tư công sửa đổi nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ các hiệu quả hoạt động và các nguồn vốn đầu tư công. Luật quản lý thuế nhằm tạo cơ sở quản lý thuế hiện đại, tiếp cận được chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Luật kiến trúc được ban hành nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển của kiến trúc. Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật kinh doanh bảo hiểm, luật sở hữu trí tuệ, rồi nghị quyết công ước số 8, số 98, rồi nghị quyết về xây dựng luật và pháp lệnh. Hai là về các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến. Dự án luật lao động sửa đổi thì đây một cái dự án mà phải nói rất nhiều người dân, cán bộ công chức quan tâm. Trong đó có cái yếu tố quan tâm là cái tuổi nghỉ hưu. Thì theo cái lộ trình sẽ dự kiến là từ năm 2001 trở đi thì nữ sẽ tăng 1 năm 4 tháng, nam 3 tháng đến khi là nam 60 và nam 62 và nữ 62, 60 tuổi thì dự kiến như thế. Thì lý do để mà tăng tuổi là các nước cái tuổi nghỉ hưu đã đều tăng. Cái thứ hai nữa là cái tuổi thọ của Việt Nam là từ 71, 73, bây giờ là lên đến 75 là trung bình rồi. Cho nên là nếu mà không tăng thì thời gian đó, làm việc đó, thì quỹ bảo hiểm còn dễ bị vỡ. Cái thứ hai nữa là cái khoa học công nghệ ngày càng phát triển, thì cái lao động chân tay, cái sức lao động nó cũng giảm. Và từ cái công nghệ trí tuệ về các vấn đề là cũng cần. Cho nên là nhất thiết là phải tăng tuổi nghỉ hưu thì đấy là cái... Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức thì nhằm thực hiện cái tinh giảm biên chế. Dự án luật sửa đổi một số điều của kiểm toán nhà nước thì để phòng chống tham nhũng và thực hiện giám định tư pháp. Luật chứng khoán sửa đổi nhằm thực hiện các vấn đề chứng khoán và thanh tra xử lý trong lĩnh vực chứng khoán. Luật lực lượng dự bị động viên để đảm bảo trách nhiệm của các cơ quan tổ chức trong vấn đề dự bị động viên. Luật xuất nhập cảnh của công nhân Việt Nam, luật thư viện, thì đấy là những cái luật mà sẽ cho ý kiến. Ba là giám sát tối cao. Sau khi nghe xem xét báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước thì các quốc hội đã cho ý kiến ghi nhận những thành quả đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những khuyết điểm hạn chế và bổ sung rất nhiều cái giải pháp. Hai là về giám sát tối cao thì chất vấn và trả lời chất vấn thì quốc hội đã thực hiện trong 2,5 ngày. Trên kết quả giám sát tối cao về chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch sử dụng đất đai đô thị khi luật năm 2013 được ban hành, thì sau báo cáo thì Quốc hội cũng ghi nhận những cái đóng góp khi mà thực hiện cái luật về quản lý sử dụng đất đai đô thị, nhưng mà cũng chỉ ra nhiều cái yếu điểm hạn chế mà cần phải quan tâm lưu ý khắc phục. Trong đó có những cái rút kinh nghiệm từ những cái nơi mà những tỉnh mà vi phạm, ví dụ như từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đến là Khánh Hòa, Quảng Nam rồi Đà Nẵng, thì đấy là những cái tỉnh mà đã có những vi phạm mà cần phải rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo. Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri và nhân dân đến kỳ họp thứ 7 thì báo cáo về kết quả giám sát việc kiến nghị cử tri đến kỳ họp thứ 6 thì Quốc hội đã quan tâm yêu cầu tất cả các cơ quan chức năng, bộ ngành đều phải trả lời ý kiến kiến nghị của người dân. Và Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình giám sát. Về xem xét các vấn đề khác thì Quốc hội đã thông qua nghị quyết quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Quốc hội phê chuẩn đề nghị chánh án tối cao về bổ nhiệm thẩm phán Dương Văn Thăng, thiếu tướng, quyền chánh án quân sự. Quốc hội nghe thường vụ Quốc hội báo cáo về vấn đề cho thôi đại biểu Quốc hội khóa 4 đối với Lê Đình Nhường thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. Quốc hội đã thông qua nghị quyết của kỳ họp.
B là về hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình. Trước và sau kỳ họp thứ bảy, đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức tiếp xúc cử tri, tham gia ý kiến, kiến nghị, giải thích những ý kiến kiến nghị của công dân và yêu cầu Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành cũng như Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành, các huyện thị, thành phố, thị xã trả lời các kiến nghị của cử tri. Quốc hội cũng giải thích những nội dung mà cử tri kiến nghị mà Quốc hội nắm được. Tôi lấy một ví dụ rất đơn giản là có những cử tri kiến nghị cho rằng là cái trụ sở của tỉnh ủy là đến 1.000 tỷ nhưng mà thực ra là chưa đến 100 tỷ. Rồi là cho rằng là hiện nay là vấn đề chính sách xã hội người có công thì chưa được quan tâm mà lại đầu tư xây dựng, nhưng mà chúng tôi cũng đã giải thích rất rõ ràng cái vấn đề này, chứ không phải không thể nói rằng là cái chính sách xã hội người có công lại không quan tâm. Thời gian vừa rồi rất là quan tâm, từ nhà ở cho đến việc cái chính sách khác. Ngoài ra, đoàn còn tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề về chiến tranh tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy nhân dịp hướng tới 60 năm kỷ niệm ngày thành lập đường Hồ Chí Minh huyền thoại, với sự tham gia của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Ủy ban các vấn đề xã hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí ở Hà Nội và một số sở ngành lãnh đạo huyện Lệ Thủy và 18 nhân chứng lịch sử trong trận bom Mỹ đánh tàn sát tổng kho của binh đoàn 559, một trận tập kích man rợ hàng trăm cán bộ chiến sĩ thanh niên xung phong và người dân bị hy sinh đổ máu, trong đó có 75 mộ liệt sĩ của con em các tỉnh hiện nay đang nằm ở Quảng Bình. Thì hiện nay chúng tôi đã đi thực tế và nắm như thế. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thì Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Kỹ thuật số VTC đã giao cho công ty truyền thông Cát Trắng tổng đạo diễn Nguyễn Quang Vinh vận động tài trợ và tổ chức trình diễn nghệ thuật Nước Mắt Man Rợ. Xin lỗi đồng chí Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, báo cáo rõ nay rõ lại cái ý lúc này mà đồng chí Phương có nêu để cho cử tri rõ, chứ không báo cáo không rõ là nhiều lúc nhầm lẫn. Nói liên quan đến cái việc mà giải thích ý kiến của cử tri cho rằng xây dựng trụ sở tỉnh ủy nghìn tỷ thì nói lại cho nó rõ. Thì báo cáo rồi. Thì tôi nói cho xong cái việc này. Trụ sở của tỉnh ủy xây dựng 370 tổng mức 375 tỷ, vượt qua nhiều ý kiến lầm tưởng là cho rằng 600, 700 và lên 1.000 tỷ. Do đó vừa rồi đoàn đại biểu Quốc hội khi mà đi tiếp xúc cử tri thì đã giải thích cho cử tri rõ cái chuyện ấy, và thực chất đúng là tổng mức xây dựng trụ sở của tỉnh ủy là 375 tỷ. Bởi vì không muốn nói việc này, bởi vì đồng chí phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội có nêu cái ý đấy ra thì đề nghị đồng chí phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội phân tích nói rõ để cho cử tri họ hiểu, chứ không nói lướt thì nhiều lúc họ không hiểu. Thì báo cáo ở đây là vì thời gian cho nên tôi không nói kỹ, nhưng mà ở tại cái địa điểm đấy thì tôi điền trực tiếp cho đồng chí Tuyến Tránh Văn Phòng hỏi rất rõ và giải thích rất kỹ lưỡng, và cử tri cũng có ý kiến gì thì cũng báo cáo là đấy là nói cái điểm là đoàn đại biểu Quốc hội đã có trách nhiệm giải thích nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm mà đoàn đại biểu Quốc hội hiểu được. Hiện nay thì đoàn đại biểu Quốc hội đang đề nghị tỉnh và các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy làm các thủ tục để công nhận di tích lịch sử đặc biệt, để đoàn vận động tài trợ xây dựng tường đài, biến nơi đây thành một ghi danh tổ chức lễ hội tri ân các anh hùng liệt sĩ và nơi du lịch tâm linh của Quảng Bình. Hai là tại kỳ họp, đoàn đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, đã có 31 lượt phát biểu thảo luận, tranh luận và chất vấn, trong đó có 11 lượt chất vấn và tranh luận tại hội trường, 17 lượt phát biểu ở tổ và nhiều ý kiến nghiên cứu chất lọc rất cẩn thận, đúng trọng tâm và trọng điểm. Trong đó có hai nội dung trọng điểm liên quan đến Quảng Bình, đó là đền bù Formosa thì đoàn đã có ý kiến và cũng đã xử lý. Luật quy hoạch tỉnh cũng đã, đoàn cũng đã có kiến nghị, thì Ủy ban Kinh tế đã có phiên họp riêng và các đoàn đại biểu đều đề nghị là Quốc hội ra nghị quyết. Thì vừa rồi là trong nghị quyết Quốc hội là chưa ra nghị quyết mà yêu cầu là Quốc hội sẽ phối hợp với Chính phủ để xử lý vấn đề này. Tôi đề nghị là tỉnh mình cũng thống kê xem thử là có bao nhiêu dự án mà cần phải xử lý khi mà vướng mắc luật quy hoạch, kiến nghị với Chính phủ để Chính phủ có giải pháp hỗ trợ. Về thực hiện những chất vấn và trả lời chất vấn thì đoàn đã có 6 cái ý kiến chất vấn. Bộ Công an về vấn đề gia đình tan gia bại sản, nhiều cán bộ bị kẻ xấu lợi dụng tung tin thất thiệt làm mất uy tín, nhiều gia đình lo lắng bất an trước những nguy cơ con cái các thành viên trong gia đình phải dính đến tình trạng nợ nần do tham gia đánh bạc, cá cược qua mạng online, vay tín dụng đen, bị băng nhóm xã hội đen uy hiếp đe dọa, và đề nghị Bộ trưởng cho biết chỉ đạo của Công an trong vấn đề xử lý. Chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về vấn đề tạo điều kiện doanh nghiệp trong nước tham gia các dự án BOT đường cao tốc Bắc Nam, và vấn đề
ngăn chặn những cái hạn chế gây tốn kém vướng mắc của các cái dự án nếu thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là cao tốc ở Hà Nội. Chất vấn Bộ Văn hóa về giải pháp để hình thành lối sống văn hóa ứng xử của người Việt, tạo động lực để thu hút dân khách du khách, khách du lịch để khai thác tiềm năng lợi thế liên kết ở trong các vùng. Chất vấn Phó Thủ tướng về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em. Các bài phát biểu ý kiến, các ý kiến tham luận chất vấn của các đại biểu đều được đoàn thư ký tổng hợp và nhiều ý kiến được Đài truyền hình VTV1, Đài tiếng nói Việt Nam VOV và kênh truyền hình cũng như các đài là đưa tin. Ngoài ra thì một số đại biểu còn tập trung nghiên cứu viết bài, trả lời phỏng vấn báo chí, tham gia các phiên họp do Ủy ban Quốc hội tổ chức, giao lưu trao đổi với các bộ và các nơi. Sau khi họp, đoàn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình giao phối hợp với Sở Văn hóa để tổ chức đêm nhạc tri ân quê hương, một sự kiện để chào mừng 30 năm ngày tái lập tỉnh, 70 năm Quảng Bình cất khởi và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất và hướng tới hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ. Đây cũng là cơ hội để kết nối cộng đồng những người con Quảng Bình xa quê hương, thể hiện tình cảm trách nhiệm của mình đối với quê hương và cảm nhận được vòng tay ấm áp của đất mẹ luôn luôn mở rộng và đón chào. Đoàn đại biểu Quốc hội cũng đã phối hợp kết nối với các bộ ngành để kiến nghị những vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, thì báo cáo cái điểm này là cái điểm mà rất là tốt của đoàn đại biểu Quốc hội mà đồng chí trưởng đoàn đã làm. Đoàn cũng đã nhờ Ngân hàng Nhà nước vận động các ngân hàng công thương ngoại thương liên Việt hợp tác, Ngân hàng Đầu tư rồi Đầu tư Bắc Quảng Bình, Tập đoàn Tường Thịnh và Công ty Xuất Nhập Khẩu để hỗ trợ một khoản kinh phí để mà tài trợ cho các cái đối tượng chính sách trong thời gian tới. Thì cũng báo cáo là hiện nay là đoàn của đã cũng đã vận động và có những nơi đã hứa sẽ cho khoảng là 5 tỷ, hơn 5 tỷ, nhưng mà họ chưa chuyển, cho nên là cái này thì chúng tôi sẽ báo cáo sau. Đoàn cũng đã phối hợp với Ban Nội chính, Sở Thông tin Truyền thông để xử lý những vấn đề trên mạng thông tin đưa ra mà có thể gây những bất ổn chính trị. Thì đại biểu Quốc hội là khi tiếp xúc cử tri thì kiến nghị với Bộ Thông tin và gặp trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Ban Tuyên giáo Trung ương để có những kiến nghị. Ngoài ra thì là còn là trực tiếp gặp với Ban Nội chính và Sở Thông tin Truyền thông để có những cái giải pháp và xử lý theo cái luật của báo chí. Thì đấy, ý kiến này là mặt trận cũng có kiến nghị, nhưng mà chúng tôi là không những tiếp thúc mà còn có những việc làm cụ thể như thế. Đoàn cũng đã tổ chức cái hội nghị cùng thi đua duyên hải miền Trung và gây ấn tượng, báo cáo là hôm qua mới kết thúc nhưng mà rất gây ấn tượng đối với các cái tỉnh duyên hải miền Trung, đối với Quảng Bình. Trong thì ngoài ra là cũng báo cáo là đoàn cũng luôn luôn quan tâm đến cái ý thức trách nhiệm của đoàn đối với cái niềm tin cán bộ lãnh đạo và uy tín của tỉnh. Và thật ra là tôi cũng rất tiếp thúc rất nhiều cái đơn thư nặc danh, điện thoại, rồi là gặp trực tiếp vân vân để phản ánh nhiều cái vấn đề, nhưng mà tôi cũng đã giải thích để nhằm cho người dân hiểu được, cử tri hiểu được. Và cũng có những cái người là khen tôi này khác và cũng đề nghị là tôi phải có ý kiến chỗ đây chỗ kia để thể hiện cái trách nhiệm của Quốc hội trước người dân về nhiều vấn đề. Nhưng mà bản thân tôi thì tôi cũng thấy rằng là xác định rất rõ vấn đề gì tôi cần giải thích, giải thích vấn đề gì cần làm rõ, làm rõ. Còn nhiều vấn đề thì tôi cũng rất là cân nhắc, chứ không phải là tôi là gây những cái điều gì mà tắc ẩn hết. Thì cũng báo cáo là được trách nhân dân thì tôi rất có trách nhiệm, nhưng mà được cán bộ công chức và toàn bộ tỉnh thì tôi cũng rất là có trách nhiệm. Tất nhiên cũng có những cái người là cũng có những cái phản ánh này phản ánh kia, thì tôi cũng mong muốn rằng là cái gì mà tôi chưa tốt thì nên điện thoại và góp ý cho tôi, cũng đừng nên phản ánh những cái chuyện này chuyện kia mà theo những cái thông tin tôi biết là cũng không chính xác lắm. Rất là cảm ơn toàn thể hội nghị, xin hết. Xin cảm ơn đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí Trần Hải Châu, trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân tỉnh, trình bày báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện quy định pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2018. Xin mời đồng chí. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng tỉnh, kính thưa tất cả các quý vị đại biểu. Tôi xin báo cáo tóm tắt về kết quả giám sát tình hình thực hiện quy chế pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2018. Thực hiện chương trình giám sát của năm 2019 của Hội đồng nhân tỉnh, Ban Pháp chế đã triển khai giám sát chuyên đề tình hình thực hiện quy định pháp luật
về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2018. Toàn bộ nội dung báo cáo được gửi cho các đại biểu. Sau đây tôi xin báo cáo tóm tắt kết quả giám sát như sau. Thứ nhất, về tình hình triển khai thực hiện công tác chỉ đạo triển khai thực hiện luật thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan, các cơ quan thi hành án dân sự đã tham mưu cho ủy chính quyền ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo công tác thi hành án dân sự tại địa phương, xây dựng kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị. Nhìn chung, các văn bản đã bám sát các quy định của pháp luật, các kế hoạch và hướng dẫn cung cấp trên là cơ sở quan trọng để các cơ quan thi hành án dân sự triển khai công tác thi hành án trên địa bàn theo đúng quy định. Công tác hướng dẫn kiểm tra nghiệp vụ đã được các cơ quan thi hành án thực hiện thường xuyên. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục những sai sót, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Thứ hai, về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, các cơ quan thi hành án dân sự đã tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến công tác thi hành án dân sự, đã quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức. Qua đó đã nâng cao trình độ năng lực của cán bộ công chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện việc phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự cho nhân dân trong quá trình triển khai thi hành án. Đồng thời, từng bước đã truyền tải các quy định pháp luật về thi hành án dân sự đến với người dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành án và chấp hành các quy định pháp luật. Thứ hai, kết quả công tác thi hành án dân sự. Việc thực hiện các quy định về thi hành án dân sự, việc ban hành các quyết định thi hành án và xác minh phân loại án, các cơ quan thi hành án dân sự đã kịp thời ban hành các quyết định thi hành án và tổ chức thực hiện theo đúng quy định, đã phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương tiến hành xác minh các điều kiện thi hành và phân loại việc. Đối với các vụ việc có điều kiện thi hành, chấp hành viên đã tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức thi hành kịp thời. Cơ bản các bản án, quyết định có điều kiện thi hành đã được thi hành theo đúng quy định pháp luật. Nhiều vụ việc phức tạp, đặc biệt trong 3 năm vừa qua, đã được tập trung chủ động giải quyết, đảm bảo các quyền lợi ích của công dân, nhà nước. Đối với các vụ việc chưa có điều kiện thi hành, cơ quan thi hành án đã ban hành các quyết định về chưa có điều kiện thi hành và thực hiện niêm yết, đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Tổng cục Thi hành án dân sự Trung ương. Thứ hai, việc tổ chức thi hành án trên cơ sở kết quả phân loại án và các cơ quan thi hành án dân sự đã tổ chức thi hành án theo đúng trình tự và thủ tục. Việc áp dụng các biện pháp đảm bảo thi hành án đã được quan tâm. Đối với các vụ việc có các quyết định thi hành án, đương sự có điều kiện thi hành nhưng không tự nguyện thi hành, thì cơ quan thi hành án dân sự đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành cưỡng chế thi hành án. Nhìn chung, những vụ việc tổ chức cưỡng chế đã được chấp hành viên thực hiện đầy đủ trình tự và thủ tục theo quy định. Đặc biệt trong cưỡng chế đã có huy động các lực lượng chủ trọng phối hợp với các cơ quan công an trong tổ chức thi hành án và đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên thi hành, đảm bảo an toàn với người và các phương tiện tham gia cưỡng chế thi hành. Việc tiếp nhận và bảo quản xử lý các vật chứng cơ bản thực hiện nghiêm và không để xảy ra mất mát hư hỏng hoặc lẫn lộn giữa các vụ việc. Công tác xét miễn giảm thi hành án đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch và đúng đối tượng, đúng thời hạn quy định. Hai, về kết quả thi hành án, trong 3 năm, tổng số việc thi hành là 9.925 việc, tương đương số tiền là 559 tỷ đồng. Trong đó, số việc có điều kiện thi hành là 9.188 việc với số tiền là 299 tỷ đồng. Số việc chưa có điều kiện thi hành là 737 việc với số tiền 259 tỷ đồng. Các cơ quan thi hành án dân sự đã có nhiều cố gắng đảm bảo thi hành các bản án, các quyết định theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ về việc và tiền có điều kiện thi hành hàng năm cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu do Tổng cục Thi hành dân sự giao. Một số chi cục đã có những giải pháp sáng kiến, có kinh nghiệm linh hoạt để vận dụng thuyết phục các đương sự thống nhất thi hành và đảm bảo giải quyết các vụ việc thi hành, như chi cục của Bộ Trạch đã hoàn thành thi hành xong 8.876 việc với số tiền là 230 tỷ đồng, đạt 96,6% so với số việc có điều kiện thi hành và 76,9% so với số tiền có điều kiện thi hành. Công tác phối hợp trong thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã phối hợp với các ngành ký kết 4 quy chế phối hợp với các liên ngành trong công tác thi hành án dân sự. Căn cứ vào các quy chế cấp trên và tình hình thực tế, các chi cục thi hành án dân sự đã ký kết các quy chế phối hợp giữa các ngành ở các địa phương.
Nhìn chung, công tác phối hợp giữa các cơ quan thi hành dân sự với các cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan và chính quyền địa phương được đảm bảo và duy trì thường xuyên, nhất là trong việc cung cấp các bản án, các quyết định của tòa, phối hợp xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành. Cử người tham gia các cuộc cưỡng chế thi hành, có huy động lực lượng trong việc thi hành án đối với người phải thi hành đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam. Về đánh giá chung, trong thời gian qua, các cơ quan thi hành dân sự trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng nỗ lực khắc phục các khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, một số vụ thi hành tôn đồng đã cố gắng triển khai khá tốt. Công tác thi hành án dân sự đã có những chuyển biến tích cực, không để xảy ra việc bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự. Tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã không ngừng được củng cố kiện toàn. Đội ngũ cán bộ công chức thi hành án từng bước được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt là ở Quảng Bình, trong 3 năm qua không có cán bộ công chức thi hành án vi phạm quy luật do cố ý làm trái các quy định của pháp luật. Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động thi hành án dân sự. Những kết quả này đã góp phần đáng kể vào ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của toàn tỉnh. Thứ ba, về những tồn tại hạn chế và nguyên nhân. Về tồn tại hạn chế, công tác phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự để nâng cao nhận thức trong nhân dân chưa được quan tâm đúng mức. Một số vụ việc và số tiền có điều kiện thi hành tôn đồng chưa thi hành chuyển sang kỳ sau còn ở mức cao, và đặc biệt trong thời gian tới thì một số vụ lớn mà vay ngân hàng thì thi hành án dân sự phải xử lý thi hành gặp rất nhiều khó khăn. Việc giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, xử lý tài sản thế chấp, tiến độ thực hiện còn chậm, chưa kịp thời đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết có hiệu quả. Một số vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chưa được tổ chức thi hành dứt điểm, chưa kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thi hành. Một số vụ việc đã được Viện Kiểm sát Nhân dân kiến nghị cơ quan thi hành án cấp trên chỉ đạo cưỡng chế nhưng vẫn chưa khắc phục được, chưa xây dựng được kế hoạch để tổ chức cưỡng chế theo yêu cầu. Quá trình tổ chức thi hành án vẫn còn xảy ra một số sai sót, vi phạm. Một số vi phạm phổ biến đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh kiến nghị nhiều lần nhưng chưa có biện pháp khắc phục triệt để. Tình trạng người phải thi hành chống đối, vi phạm nghĩa vụ thi hành án xảy ra còn nhiều, nhưng cơ quan thi hành dân sự chưa thực sự quan tâm áp dụng các quy định về xử lý vi phạm hành chính để xử lý và kiến nghị xử lý trách nhiệm hình sự đối với người không thực hiện nghĩa vụ chấp hành bản án, nhằm đảm bảo tính giáo dục, răn đe và sự nghiêm minh của pháp luật. Chất lượng công tác kiểm tra, tự kiểm tra vẫn còn những hạn chế, chưa kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những thiếu sót vi phạm của chấp hành viên trong việc giải quyết các vụ việc cụ thể, chưa có hướng dẫn xử lý dứt điểm những sai sót có tính chất thường xuyên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân kiến nghị và khắc phục nhiều lần. Sự phối hợp giữa các cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan ban ngành liên quan trong công tác thi hành án, đặc biệt đối với chính quyền địa phương, có những lúc và có những việc chưa chặt chẽ, còn thiếu đồng bộ. Sự phối hợp trong cưỡng chế một số vụ việc chưa được tốt, nhất là công tác bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự và một số né tránh của các chính quyền địa phương. Thứ tư, những kiến nghị và đề xuất. Thứ nhất, đối với Ủy ban nhân tỉnh và Ủy ban nhân các huyện thị xã, đề nghị chỉ đạo phối hợp hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật phối hợp với các cơ quan thi hành án dân sự cung cấp quan tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức và trách nhiệm của bản cán bộ công chức và mọi người dân trong công tác thi hành án dân sự, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Ủy ban nhân các huyện, đặc biệt là vai trò của chính quyền địa phương ở cấp huyện và thành phố, của ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn của mình quản lý, quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc kéo dài và những khó khăn, tránh hiện tượng né tránh, tập trung chỉ đạo những vướng mắc trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn, chỉ đạo các cơ quan và các ban ngành liên quan, đặc biệt là chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, nhất là cơ quan công an, công tác bảo vệ và cưỡng chế thi hành án, quan tâm hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương, đặc biệt là ở ngân sách của cấp huyện và thành phố cho hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự, tăng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh và ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện nhằm đáp ứng yêu cầu công tác phối hợp thi hành án dân sự, quan tâm hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành đối với các trường hợp phải thi hành án là cơ quan nhà nước theo quy định tại luật thi hành án dân sự và các văn bản
hướng dẫn thi hành. Thứ hai, đối với cơ quan thi hành án dân sự các cấp, tập trung giải quyết những vụ việc có giá trị lớn, tồn đọng lâu năm, thường xuyên kiểm tra, xác minh, phân loại án để có các biện pháp giải quyết tích cực, kiểm tra, rà soát chặt chẽ việc xét miễn, giảm thi hành án để thực hiện chính xác và đúng quy định pháp luật. Kiên quyết cưỡng chế đối với những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng người phải thi hành cố tình chống đối, trốn tránh trách nhiệm. Đối với những vụ việc có tính chất phức tạp, cần phải chủ động xây dựng kế hoạch giải quyết và báo cáo cho ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh để có hướng giải quyết dứt điểm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành địa phương thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự, nhất là trong việc cưỡng chế, kê biên và đặc biệt là bán đấu giá tài sản, khấu trừ thu nhập. Chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở các xã phường thị trấn, trưởng các khu dân cư, các thôn để đôn đốc và thuyết phục các đương sự và người và gia đình phải thi hành án tự nguyện thi hành, thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật đối với người phải thi hành án vi phạm để pháp luật được thực thi và góp phần nâng cao hiệu quả của công tác thi hành án. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra chuyên môn trong nội bộ ngành, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các nhiệm vụ của chấp hành viên và thẩm tra viên, thư ký và công chức của thi hành án, đặc biệt là vai trò của chấp hành viên. Xử lý nghiêm những cán bộ để xảy ra sai sót trong quá trình tổ chức thi hành án, chậm khắc phục những vi phạm đã được thể hiện. Trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả giám sát chuyên đề tình hình thực hiện quy định pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong 3 năm 2016 đến 2018. Ban pháp chế xin báo cáo trước Hội đồng tỉnh. Xin cảm ơn các quý vị. Xin cảm ơn đồng chí trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân tỉnh. Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí Mai Xuân Hạt, Phó trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân tỉnh trình bày báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế Ngân sách về tình hình thực hiện chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020. Xin mời đồng chí. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, thay mặt Ban Kinh tế Ngân sách, tôi xin trình bày tóm tắt kết quả giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Về tình hình thực hiện, xác định phát triển du lịch là một trong hai chương trình kinh tế xã hội trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Ngày 13 tháng 7 năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động số 6 về phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020. Ngày 13 tháng 9 năm 2016, Ủy ban tỉnh đã ban hành kế hoạch số 1503 với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đề án và chương trình cụ thể. Cùng trong năm 2016, Sở Du lịch được thành lập trên cơ sở chia tách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch. Các sở ban ngành cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, thị ủy đã tổ chức quán triệt và tích cực triển khai thực hiện chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh dưới nhiều hình thức. Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Các địa phương cũng đã triển khai công tác lập, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu có liên quan đến phát triển du lịch. Thời gian qua, hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch được tích cực triển khai dưới nhiều hình thức. Qua đó, nhận thức của người làm du lịch và nhân dân ngày càng nâng lên, dư luận ngày càng đánh giá cao, tạo hiệu ứng tích cực cho du lịch Quảng Bình phát triển. Ngày 18 tháng 7 năm 2017, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết số 19 về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2018, có 8 doanh nghiệp được hưởng chính sách với tổng mức đầu tư, với tổng mức hỗ trợ là 12,77 tỷ đồng. Việc thu hút đầu tư vào du lịch năm 2016 đến năm 2018 đạt được một số kết quả tích cực. Đến tháng 3 năm 2019, có 65 dự án đầu tư vào du lịch được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 25.600 tỷ đồng. Trong đó, 10 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động, 13 dự án chậm tiến độ được điều chỉnh giảm tiến độ và 42 dự án còn lại đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Toàn ngành du lịch hiện có khoảng 4.500 lao động trực tiếp và 8.800 lao động gián tiếp. Trong đó đội ngũ hướng dẫn viên đủ điều kiện cấp thẻ hoạt động là 257 người.
từ năm 2016 đến năm 2018, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đào tạo, phối hợp tập huấn cho hơn 4.000 lao động. Chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, hơn 80% nhân lực qua đào tạo tập huấn đang làm việc tại các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong điều kiện ngân sách tỉnh hạn hẹp, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 đã bố trí vốn đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch từ nguồn ngân sách nhà nước cho 15 công trình tại khu vực vườn quốc gia Phong Nha - Cải Bàng với tổng mức đầu tư là 37,5 tỷ đồng. Và thông qua việc lồng ghép với các nguồn vốn khác nhau đã đầu tư nhiều dự án phục vụ hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Bằng nguồn vốn xã hội hóa, các doanh nghiệp đã đầu tư hàng trăm dự án du lịch với số vốn hàng ngàn tỷ đồng. Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự du lịch trên địa bàn tỉnh, Ủy ban tỉnh đã ban hành đề án bảo đảm an ninh du lịch giai đoạn 2017-2020. Việc triển khai thực hiện dự án, đề án đã tạo sự đồng nhất cao về nhận thức và quyết tâm tạo môi trường an ninh trật tự ổn định về du lịch của tỉnh phát triển. Giai đoạn 2016 đến 2018 có 4 khu tuyến du lịch được công nhận, 11 khu tuyến điểm du lịch đang trong thời gian khai thác thử nghiệm, 3 khu du lịch sinh thái giải trí đang đầu tư chuẩn bị đưa vào khai thác. Tổng số khách du lịch đến tỉnh Quảng Bình từ năm 2016 đến 2018 là 9,19 triệu lượt, riêng khách quốc tế là 317 triệu lượt, tổng doanh thu du lịch đạt 9.691 tỷ đồng. So với năm 2015, lượt khách du lịch đến Quảng Bình năm 2018 tăng 36,26 lần. Tăng 36,26%. Trong đó khách quốc tế tăng 70,57%, doanh thu du lịch tăng 122,79%. Đến nay toàn ngành có 350 cơ sở lưu trú, có 39 đơn vị kinh doanh du lịch lữ hành, tăng thêm 15 đơn vị so với năm 2015, gần 3.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cùng các cơ sở cửa hàng cung cấp các sản phẩm phục vụ du khách tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Phương tiện vận chuyển trên địa bàn tỉnh thời gian qua không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu đi lại của khách du lịch, bao gồm cả đường bộ, đường thủy, đường không và đường sắt. Đánh giá chung trong 3 năm thực hiện chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy ngành du lịch tỉnh nhà đã từng bước phát triển, các hoạt động quảng bá, xúc tiến, liên kết, hợp tác phát triển du lịch trong và ngoài nước được triển khai tích cực. Công tác quản lý nhà nước và cải cách hành chính thực hiện có hiệu quả, góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút được sự tham gia của nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Việc phát triển mới và không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch đã góp phần quan trọng vào việc thu hút du khách. Tình hình an ninh du lịch cơ bản được đảm bảo, văn hóa du lịch ngày càng nâng cao, du lịch Quảng Bình đang chuyển mình theo hướng tích cực là điểm đến hấp dẫn của du khách và địa chỉ đáng tin cậy của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn tồn tại, còn một số tồn tại hạn chế, đó là quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 hiện đã lạc hậu so với kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020. Một số chỉ tiêu của kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020 đề ra quá cao nên thực hiện chưa đạt. Công tác quản lý nhà nước về du lịch ở một số địa phương cấp huyện còn hạn chế, sự phối kết hợp giữa cơ quan chuyên môn của tỉnh với chính quyền địa phương cấp huyện có lúc chưa chặt chẽ. Bảo vệ cảnh quan và vệ sinh môi trường có nơi chưa được tốt, kiểm soát việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các cơ sở kinh doanh du lịch chưa thường xuyên. Nguồn nhân lực du lịch có chuyên môn tay nghề cao còn thiếu, hình thức đào tạo chủ yếu thông qua các đợt tập huấn. Các cơ sở lưu trú quy mô nhỏ chủ yếu sử dụng hợp đồng lao động ngắn hạn theo thời vụ, chưa qua đào tạo, nhất là đào tạo kỹ năng phục vụ và giao tiếp. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng du lịch tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đồng bộ, thiếu không gian phục vụ khách du lịch như thiếu các khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm, chợ đêm, trạm dừng chân, bãi đổ xe, nhà vệ sinh công cộng, v.v. Hệ thống giao thông phục vụ du lịch còn thiếu, nhiều tuyến đường quá chật hẹp, xuống cấp nghiêm trọng. Việc khai thác các đường bay mới Đồng Hới Cát Bi, Đồng Hới Chiang Mai đang phải tạm dừng. Số khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên còn ít, một số dự án đầu tư về du lịch triển khai chậm tiến độ.
việc đưa các di tích văn hóa, lịch sử, làng nghề vào khai thác để phục vụ khách du lịch chưa được quan tâm đúng mức, du lịch tâm linh còn hạn chế. Việc tổ chức cho khách du lịch quốc tế tham gia các sản phẩm du lịch tại khu vực biên giới, đất liền vẫn còn gặp nhiều khó khăn do phải đi lại hàng chục cây số về thành phố Đồng Hới làm thủ tục. Một số doanh nghiệp tự ý để người nước ngoài vào khu vực biên giới khi chưa có giấy phép. Xảy ra nhiều trường hợp người nước ngoài điều khiển xe mô tô nhưng không có giấy phép lái xe, nguy cơ gây tai nạn giao thông. Về nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, về khách quan, Quảng Bình nằm ở vùng nhiệt đới gió mùa có điều kiện tự nhiên và khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ nên hoạt động du lịch của tỉnh ta còn theo mùa vụ, thời gian mùa du lịch không dài và sự chênh lệch lượng khách giữa thời kỳ cao điểm và thời kỳ thấp điểm quá lớn. Sự cố môi trường biển đầu năm 2016 đã ảnh hưởng trực tiếp và rất nặng nề đến còn thiếu chủ động trong công tác đào tạo nhân lực và thiếu sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp du lịch. Về những kiến nghị đề xuất, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là hỗ trợ tỉnh hoàn thiện công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thủ tục pháp lý liên quan để công nhận khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Quan tâm bố trí nguồn kinh phí từ chương trình phát triển hạ tầng du lịch và chương trình xúc tiến du lịch quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và phát triển du lịch bền vững, đặc biệt là tại điểm du lịch quốc gia thành phố Đồng Hới và vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, một là có ý kiến đề nghị Bộ Quốc phòng xác định phạm vi ranh giới quy hoạch khu vực phòng thủ tại địa bàn xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa để tạo điều kiện khai thác du lịch ở các khu vực ngoài phạm vi ranh giới quy hoạch. Đề nghị Bộ Công an sửa đổi thủ tục cấp giấy phép cho khách du lịch nước ngoài vào tham quan tại khu vực biên giới đất liền nhằm rút ngắn thời gian du khách chờ làm thủ tục và giảm quãng đường đi lại của nhân viên lữ hành tại các tuyến điểm du lịch cách xa thành phố Đồng Hới. Hai là xem xét bãi bỏ hoặc điều chỉnh một số nội dung trong chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như hỗ trợ xây dựng khách sạn, nhà hàng để phù hợp với tình hình phát triển hiện nay. Bổ sung chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với loại hình du lịch mới, các sản phẩm du lịch đặc trưng, chợ đêm, khu vui chơi giải trí, cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt chuẩn, xây dựng danh mục dự án đầu tư về du lịch, công bố và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Ba là nghiên cứu chỉnh sửa bổ sung kế hoạch số 1503 ngày 13 tháng 9 năm 2016 để phù hợp với chương trình hành động số 13 ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phù hợp với tình hình hiện nay. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương, các cơ quan chuyên môn tăng cường hơn nữa công tác quy hoạch, ưu tiên bố trí điểm dừng chân các khu vui chơi giải trí, chợ đêm, công viên, khu dịch vụ, khu trung tâm thương mại, ẩm thực, khu tuyến điểm du lịch, bãi đậu xe, v.v. đặc biệt là tại các khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, Vũng Chùa - Đảo Yến, Nhật Lệ - Bảo Ninh. Xây dựng quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng, nhất là loại hình lưu trú, homestay và farmstay. 4. Là chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giá cả các sản phẩm du lịch, nhất là vào mùa cao điểm, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm quy định về phí và giá dịch vụ, bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh du lịch. Sớm ban hành quy chế bảo vệ môi trường tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các sở ban ngành liên quan nâng cao trách nhiệm về công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trong vận chuyển khách du lịch, bố trí các biển báo hướng dẫn việc đầu đổ xe cho khách du lịch, việc có biện pháp giải quyết nạn ăn xin chèo kéo đeo bám du khách, đặc biệt là tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, và phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác hỗ trợ khách du lịch. 5. Là quan tâm hơn nữa công tác đào tạo và thu hút nguồn nhân lực du lịch, nhất là người có trình độ chuyên môn tay nghề cao, đồng viên khuyến khích các doanh nghiệp, hộ gia đình và người lao động tham gia các khóa đào tạo, xã hội hóa nguồn kinh phí đào tạo. 6. Là đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án du lịch đang triển khai, kiên quyết xử lý, thu hồi những dự án chậm tiến độ, sử dụng đất sai mục đích, ưu tiên bố trí ngân sách để đầu tư một số dự án
xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ khách du lịch và đề nghị quý vị xem cái phụ lục kèm theo trong cái báo cáo giám sát. 7 là phát huy vai trò của hiệp hội du lịch trong việc xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, lành mạnh, đúng pháp luật, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp làm du lịch, tăng cường tính liên kết hợp tác hỗ trợ nhau giữa các doanh nghiệp hoạt động du lịch, xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động cho hiệp hội du lịch của tỉnh như các hội nghề nghiệp khác. 8 là chỉ đạo các huyện thị thành phố tích cực xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, phát huy hiệu quả các làng nghề truyền thống trong việc sản xuất các mặt hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch. Kính thưa quý vị đại biểu, trên đây là kết quả giám sát về tình hình thực hiện chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Ban kinh tế ngân sách kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Phó trưởng Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân tỉnh. Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí Trần Xuân Tùng, Phó trưởng Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân tỉnh trình bày báo cáo giám sát chuyên đề của Ban văn hóa Hội đồng nhân tỉnh về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh. Xin mời đồng chí. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân tỉnh, thưa quý vị đại biểu tham dự kỳ họp. Thực hiện sự phân công của chủ tọa kỳ họp, thay mặt lãnh đạo Ban văn hóa xã hội, tôi xin báo cáo tóm tắt kết quả giám sát chuyên đề tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến tháng 3 năm 2019 như sau. Một, lớn khái quát về các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 865 cơ sở hành nghề y dược tư nhân được cấp phép hoạt động, trong đó hành nghề y tư nhân có 219 cơ sở, hành nghề dược tư nhân có 644 cơ sở. Chi tiết có phụ lục kèm theo. Về nhân lực, có 535 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên hồ sinh và 1309 dược sĩ đại học, trung học đang hành nghề trong các cơ sở y dược tư nhân. Nhìn chung, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân có cơ sở vật chất, trang thiết bị tương đối đồng bộ hiện đại, phù hợp với mô hình đăng ký theo quy định, đảm bảo nguyên tắc tiêu chuẩn thực hành tốt, cơ sở bán lẻ thuốc, GDP của Bộ Y tế. Hai, lớn kết quả thực hiện. Một, công tác chỉ đạo tuyên truyền. Trong những năm gần đây, hệ thống cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh có sự phát triển mạnh về số lượng và chất lượng với nhiều dịch vụ đa dạng, phong phú, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe và tạo điều kiện cho người dân có thêm quyền lựa chọn chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Các nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế, trong đó có công tác quản lý về hành nghề y dược tư nhân đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và thu được nhiều kết quả. Từ năm 2017 đến nay, ngành y tế đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp ban hành nhiều đề án, quyết định, kế hoạch liên quan đến công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế nói chung và các văn bản hướng dẫn tổ chức quản lý hoạt động của các cơ sở hành nghề y dược tư nhân nói riêng. Công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về y tế, trong đó có công tác quản lý về hành nghề đã được các cấp các ngành địa phương chủ trọng triển khai tích cực trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giúp cho người dân nắm bắt kịp thời và thực hiện đầy đủ các quy định về hành nghề. Từ năm 2017 đến nay, đã tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến cho 1.397 đối tượng hành nghề trong các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân ở một số địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, cập nhật các văn bản, pháp luật liên quan đến hoạt động hành nghề có lúc còn thiếu kịp thời nên việc áp dụng thực hiện còn chậm. Hai, nhỏ tình hình chấp hành các quy định của pháp luật của các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh. 2.1 đối với các cơ sở hành nghề y. Nhìn chung, các cơ sở hành nghề y đều đảm bảo các điều kiện hoạt động và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định cấp phép như chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và giấy phép đăng ký kinh doanh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên tại các cơ sở hành nghề đều có văn bằng chứng chỉ chuyên môn và thực hiện chuyên môn đúng phạm vi cho phép. Tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên y tế tại các cơ sở tư nhân nhiệt tình chú đáo, hài lòng người bệnh. Hoạt động của các cơ sở hành nghề y tư nhân đã tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Bộ Y tế về quy trình khám chữa bệnh, các điều kiện về vệ sinh, vô khuẩn, khử trùng. Chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở hành nghề y không ngừng được nâng lên với việc đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, chất lượng chuyên môn của các y bác sĩ tương đối đồng đều, đặc biệt là có chính sách thu hút một số y bác sĩ có kinh nghiệm, tay nghề cao và đồng thời có những chính sách miễn giảm cho các đối tượng đến khám chữa bệnh.
cho nên từng bước tạo niềm tin và thu hút số lượng lớn bệnh nhân đến khám chữa bệnh, góp phần giảm tải cho các bệnh viện công. Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có sự cố y khoa tại các cơ sở hành nghề y tư nhân. Tuy nhiên, ngoài một số phòng khám đa khoa được đầu tư có quy mô, cơ sở vật chất đảm bảo, thì các cơ sở hành nghề còn lại đều có quy mô nhỏ, việc đầu tư nguồn lực còn hạn chế. Các cơ sở mới chỉ cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh thông thường, chưa có các dịch vụ chất lượng cao, vẫn còn tình trạng hành nghề y không phép, hành nghề ngoài giờ không đúng quy định. Một số cơ sở hành nghề chưa thực hiện đúng quy định về công khai niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh. 2.2 đối với các cơ sở hành nghề dược. Các cơ sở hành nghề dược cơ bản chấp hành nghiêm các quy định như giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, cơ sở vật chất trang thiết bị đảm bảo. Việc kinh doanh thuốc cơ bản đảm bảo các nguyên tắc tiêu chuẩn về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP. Một số quầy thuốc, nhà thuốc triển khai ứng dụng phần mềm lưu trữ thông tin đến thuốc, hóa đơn và quản lý sử dụng thuốc. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở hành nghề chưa thực hiện đầy đủ theo quy định về niêm yết giá thuốc, không xuất trình được hóa đơn chứng từ một số loại thuốc, thực phẩm chức năng, tình trạng bán thuốc kê đơn nhưng không có đơn của bác sĩ còn phổ biến. Một số dược liệu vị thuốc tại các phòng chẩn trị y học cổ truyền không rõ nguồn gốc đầu vào. Việc triển khai đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Ba nhỏ, thực trạng công tác quản lý nhà nước về hoạt động hành nghề y dược tư nhân. 3.1 về cấp phép chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và các điều kiện đảm bảo thực hiện hành nghề y dược tư nhân. Thời gian qua, ngành y tế đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thuận tiện nhanh chóng, đúng quy trình cho các tổ chức cá nhân đến đăng ký hành nghề theo quy định của pháp luật. Các thủ tục hành chính cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động chữa bệnh và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc được tiếp nhận và trả kết quả qua trung tâm hành chính công của tỉnh, đảm bảo đúng trình tự và thời gian quy định. Từ năm 2017 đến nay đã cấp 626 chứng chỉ hành nghề, 86 giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám chữa bệnh. Tuy nhiên, công tác hậu kiểm tại các cơ sở hành nghề y dược tư nhân chưa được các cơ quan quản lý nhà nước duy trì thường xuyên. Qua thanh tra kiểm tra vẫn còn nhiều cơ sở vi phạm nhưng việc khắc phục còn chậm. 3.2 về quản lý giá thuốc. Qua giám sát, hầu hết các cơ sở hành nghề đều chấp hành quy định của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế về các điều kiện kinh doanh và quản lý giá thuốc. Giá thuốc tại các cơ sở hành nghề dược trên địa bàn tỉnh hiện nay đang được quản lý theo cơ chế thị trường nhưng không vượt mức quy định của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cơ sở kinh doanh thuốc chưa lưu đầy đủ hóa đơn mua thuốc. Việc niêm yết giá còn hình thức đối phó, giá bán lẻ một số thuốc chưa phù hợp với thực tế giá nhập và giá bán. 3.3 về quản lý thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và dược liệu. Hiện nay, các cơ sở hành nghề dược tư nhân trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Tùy theo điều kiện của từng quầy thuốc, nhà thuốc mà số lượng thực phẩm chức năng và mỹ phẩm khác nhau. Quầy nhỏ có vài chục loại, quầy lớn từ 200 đến 300 loại thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. Việc quản lý thực phẩm chức năng và mỹ phẩm đối với các cơ sở này đã được thực hiện đúng theo luật an toàn thực phẩm, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Về quản lý dược, hiện nay trên địa bàn tỉnh có một doanh nghiệp kinh doanh dược liệu vị thuốc y học cổ truyền, có kho thuốc đạt RPS và đủ điều kiện chấp nhập khẩu trực tiếp. Nhìn chung, dược liệu nhập vào các cơ sở khám chữa bệnh đều thông qua đấu thầu và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tuy nhiên, một số cơ sở hành nghề dược tư nhân buôn bán thực phẩm chức năng, mỹ phẩm chưa nắm rõ các quy định của pháp luật nên việc lưu trữ hồ sơ chưa đầy đủ, điều kiện kinh doanh chưa đảm bảo, còn để lẫn thực phẩm chức năng, mỹ phẩm với thuốc hoặc chưa treo biển đúng quy định. Một số cơ sở hành nghề y học cổ truyền không xuất trình được hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ của các loại vị dược liệu thuộc đông y, phiếu kiểm nghiệm chất lượng. 3.4 về công tác phối hợp thanh tra kiểm tra trong quản lý hành nghề. Bên cạnh việc thẩm định cấp phép cho các cơ sở hành nghề hoạt động thì công tác phối hợp của các ngành chức năng với các địa phương trong kiểm tra thanh tra chất lượng các cơ sở khám chữa bệnh không ngừng được tăng cường nhằm chấn chỉnh kịp thời và phòng tránh những sai sót trong khám chữa bệnh. Từ năm 2017 đến nay, dưới sự chủ trì của ngành y tế, các ngành liên quan như công an, quản lý thị trường cùng các địa phương đã tiến hành 5 cuộc thanh tra chuyên đề theo kế hoạch và thanh tra đột xuất 148 lượt cơ sở, phát hiện 71 cơ sở có biểu hiện vi phạm, nhắc nhở chấn chỉnh 58 cơ sở, đình chỉ hoạt động 15 cơ sở và phạt hành chính 86.500.000 đồng. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các ngành chức năng ở một số địa phương trong thanh tra, kiểm tra còn thiếu đồng bộ, chưa thường xuyên, còn chồng chéo, đội ngũ cán bộ tại
các phòng của sở và phòng y tế một số huyện thành phố còn mỏng nên công tác thanh tra kiểm tra còn hạn chế, nhất là công tác hậu kiểm. Việc xử lý vi phạm sau thanh tra kiểm tra còn hạn chế, số vụ vi phạm nhiều nhưng xử phạt hành chính ít, chủ yếu là nhắc nhở. Một số cơ sở chấp hành chưa nghiêm quy định của pháp luật về lĩnh vực hành nghề, ý thức chấp hành pháp luật và phối hợp với các cơ quan quản lý còn chưa cao, đôi khi còn né tránh, không hợp tác trong thanh tra kiểm tra. Về đánh giá chung, trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về hoạt động hành nghề y dược tư nhân đã có những chuyển biến tích cực, nhận thức pháp luật về hành nghề y dược tư nhân của cán bộ chính quyền cơ sở và các cơ sở hành nghề từng bước được nâng cao, hoạt động của các cơ sở hành nghề cơ bản đi vào nề nếp và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Nhiều cơ sở đã ứng dụng kỹ thuật cao, cung cấp cho người dân dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, tỷ lệ bệnh nhân đến khám chữa bệnh hàng năm ngày một tăng, góp phần tích cực vào việc giảm tải cho các cơ sở y tế công lập. Tuy nhiên, hiện nay công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở hành nghề y dược tư nhân còn nhiều hạn chế khó khăn. Một số chính quyền chưa thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động của các cơ sở y tư nhân trên địa bàn. Việc bố trí nhân lực tại các phòng y tế huyện, thị xã, thành phố không đồng đều đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn, trong đó có công tác quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân. Bốn lớn về kiến nghị đề xuất đối với Bộ Y tế là xem xét bãi bỏ việc xác nhận thời gian hành nghề 36 tháng đối với các đối tượng hành nghề tại các cơ sở chẩn trị y học cổ truyền, ban hành quy định về việc quản lý giá thuốc, xây dựng khung giá bán buôn, bán lẻ tại các cơ sở hành nghề dược ngoài khuyên viên, cơ sở khám chữa bệnh công lập, ứng dụng phần mềm quản lý kết nối tại các phòng khám được cấp phép tại các cơ sở kinh doanh thuốc để quản lý chặt chẽ đầu vào và đầu ra của đơn thuốc. 2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, tăng cường chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân, nhất là trong công tác tuyên truyền về hoạt động hành nghề, tăng cường chỉ đạo quản lý giá thuốc, việc kinh doanh các loại thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược liệu, thuốc đông y. 3. Đối với Sở Y tế, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở hành nghề, thường xuyên bồi dưỡng, phổ biến kiến thức pháp luật, quy định, quy chế chuyên môn cho các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước tại các phòng y tế và các đối tượng hành nghề. Tăng cường công tác hậu kiểm đối với các cơ sở hành nghề y dược tư nhân đã được thẩm định cấp phép hoạt động và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, kiên quyết chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở không phép và không đảm bảo điều kiện hành nghề. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất lượng thuốc, các loại thực phẩm chức năng, dược liệu, thuốc đông y, đồng thời giám sát chặt chẽ đối với các tổ chức cá nhân giới thiệu kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn. 4. Đối với các huyện, thị xã, thành phố, nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế nói chung và quản lý hành nghề y dược tư nhân nói riêng, chỉ đạo các phòng chức năng tăng cường phối hợp với phòng y tế trong quản lý thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, đề nghị cân đối biên chế được giao để bố trí hợp lý biên chế cho các phòng y tế, đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn, trong đó có việc quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các phòng y tế để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn. Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả giám sát chuyên đề tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh từ năm 2027 đến tháng 3 năm 2019. Ban Văn hóa Xã hội trình báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh. Xin cảm ơn đồng chí Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ủy ban, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội trình bày hai tờ trình. Tờ trình thứ nhất là tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết quy định thẩm quyền tặng quà và mức quà tặng mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Tờ trình thứ hai, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Xin mời đồng chí. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự kỳ họp, được sự ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban tỉnh, sau đây tôi xin trình bày hai tờ trình về việc đề nghị ban hành nghị quyết. Tờ trình thứ nhất về việc ban hành nghị quyết quy định thẩm quyền tặng quà và mức quà tặng mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, kính gửi Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình thực hiện nghị quyết số 53 ngày 8 tháng 12 năm 2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 26-2021. Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định thẩm quyền tặng quà
và mức quà tặng mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau. 1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý ban hành nghị quyết căn cứ thông tư số 21 năm 2011 ngày 18 tháng 2 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, chúc thọ, mừng thọ và biểu dương khen thưởng người cao tuổi, Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành quyết định số 15 ngày 18 tháng 7 năm 2012 quy định thẩm quyền tặng quà và mức quà tặng mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ngày 18 tháng 10 năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 96 quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2019 thay thế thông tư số 21 năm 2011. Theo đó, mức tối thiểu tặng quà chúc thọ mừng thọ của người cao tuổi đã được điều chỉnh tăng so với thông tư số 21. Ngoài ra, tại mục A, khoản 2, điều 3 thông tư 96 còn quy định căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, Hội đồng nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể xem xét quyết định mức chi cao hơn mức quy định tại thông tư này, đồng thời xem xét quyết định theo thẩm quyền mức quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi. Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, để việc điều chỉnh mức tặng quà mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đảm bảo đúng chế độ quy định, đồng thời phù hợp với khả năng ngân sách địa phương, Ủy ban nhân tỉnh trình Hội đồng nhân tỉnh ban hành nghị quyết quy định thẩm quyền tặng quà và mức tặng quà mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 2. Quá trình xây dựng nghị quyết, Ủy ban nhân tỉnh đã chỉ đạo giao Sở Tài chính dự thảo nghị quyết gửi lấy ý kiến của các sở ban ngành có liên quan trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, dự thảo các nội dung có liên quan. Dự thảo nghị quyết đã được Sở Tư pháp thẩm định theo quy định và các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham gia ý kiến. Về bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo nghị quyết gồm có 4 điều cụ thể như sau. Điều 1, quy định thẩm quyền tặng quà và mức tặng quà mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Điều 2, nguồn kinh phí. Điều 3, tổ chức thực hiện. Điều 4, về hiệu lực thi hành, có dự thảo nghị quyết kèm theo. Ủy ban nhân tỉnh kính trình Hội đồng nhân tỉnh xem xét thông qua. Tôi xin trình bày tiếp cái tờ trình thứ hai. Tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, kính gửi Hội đồng nhân tỉnh Quảng Bình thực hiện nghị quyết số 53 ngày 8 tháng 12 năm 2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân tỉnh Quảng Bình khóa 17, nhiệm kỳ 26-2021. Ủy ban nhân tỉnh dự thảo nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ủy ban nhân tỉnh kính trình Hội đồng nhân tỉnh xem xét thông qua nghị quyết nói trên và báo cáo giải trình một số vấn đề liên quan như sau. Một là sự cần thiết và cơ sở pháp lý ban hành nghị quyết căn cứ nghị định số 26 ngày 6 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập. Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành quyết định số 02 ngày 10 tháng 1 năm 2017 quy định các khoản đóng góp, chế độ miễn giảm hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, chế độ trợ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập, chế độ tiền ăn cho đối tượng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và làng trẻ em SOS Đồng Hới. Theo đó, tại điều 6 quyết định số 02/2017 quy định trợ cấp đặc thù và phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập được áp dụng theo nghị định số 26 ngày 6 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ là 500.000 đồng người trên một tháng. Tuy nhiên, mức trợ cấp 500.000 đồng người trên tháng là mức chi tối thiểu. Tài khoản 2, điều 6 nghị định số 26 quy định
căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, Hội đồng nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức trợ cấp cao hơn mức quy định tại nghị định này. Cơ sở cai nghiện ma túy là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội có chức năng tổ chức thực hiện việc chữa bệnh, cai nghiện, giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách, dạy nghề, tiếp nhận quản lý, cắt cơn giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy. Công chức viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy thường xuyên phải thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm. Để động viên, khuyến khích công chức viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân tỉnh thông qua nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh với mức hưởng trợ cấp đặc thù bằng một lần mức lương cơ sở trên người trên tháng. 2. Quá trình soạn thảo nghị quyết, Ủy ban nhân tỉnh đã chỉ đạo giao Sở Tài chính dự thảo nghị quyết, gửi lấy ý kiến của các sở ngành có liên quan trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, dự thảo các nội dung có liên quan. Dự thảo nghị quyết đã được Sở Tư pháp thẩm định theo quy định và các thành viên Ủy ban nhân tỉnh đã tham gia ý kiến. 3. Bố cục và nội dung của dự thảo nghị quyết. Dự thảo nghị quyết có 4 điều, cụ thể như sau. Điều 1. Quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Điều 2. Quy định về nguồn kinh phí thực hiện. Điều 3. Quy định về tổ chức thực hiện. Điều 4. Quy định về hiệu lực thi hành. Có dự thảo nghị quyết kèm theo. Ủy ban nhân tỉnh kính trình Hội đồng nhân tỉnh xem xét thông qua. Xin cảm ơn đồng chí Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội. Đề nghị các đồng chí khi trình bày tờ trình đó, trong cái dự thảo nghị quyết cũng đã rất là chi tiết cụ thể, nên đề nghị các đồng chí để đảm bảo cái thời gian làm việc của kỳ họp, đề nghị các đồng chí trình bày tóm tắt cả cái ý chính của tờ trình. Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí Nguyễn Trần Quang, Chánh văn phòng Ủy ban nhân tỉnh, trình bày tờ trình của Ủy ban nhân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân tỉnh thông qua nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư công các dự án đầu tư. Xin mời đồng chí. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thưa quý vị đại biểu, được sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi xin trình bày tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh như sau. Về căn cứ pháp lý, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014, căn cứ luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và căn cứ các văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh gồm công văn số 33 ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối từ quốc lộ 1A đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, tỉnh Quảng Bình. Công văn số 112 ngày 27 tháng 4 năm 2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía đông mương Phong Thủy, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới. Công văn số 20 ngày 19 tháng 3 năm 2018 và công văn số 56 ngày 27 tháng 6 năm 2018 về phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng củng cố đê kè chống sạt lở cửa sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới. Công văn số 14 ngày 20 tháng 2 năm 2017 và công văn số 167 ngày 26 tháng 11 năm 2018 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hệ thống đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông. Công văn số 63 ngày 6 tháng 9 năm 2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Thành ủy Đồng Hới. Về sự cần thiết ban hành nghị quyết, năm dự án đầu tư công xin điều chỉnh chủ trương đầu tư gồm dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối từ quốc lộ 1A đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, tỉnh Quảng Bình. Hai là dự án đầu tư kỹ thuật khu dân cư phía đông mương Phong Thủy, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới. Ba là dự án xây dựng củng cố đê kè chống sạt lở cửa sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới. Bốn là dự án hệ thống đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.
và 5 là dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Thành ủy Đồng Hới. Các dự án này đã được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương tại các văn bản đã nêu tại phần căn cứ và đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định 136 năm 2015 về việc hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư công. Xin phép không trình bày lại các cái văn bản của Thường trực Hội đồng và các dự án trên cũng đã được báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh tại các kỳ họp. Trong quá trình triển khai thi công các dự án này gặp nhiều khó khăn vướng mắc như công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư gặp nhiều khó khăn, thời tiết trong quá trình thi công gặp nhiều bất lợi, nguồn vốn bố trí chưa đủ, yêu cầu phải điều chỉnh quy mô, phạm vi đầu tư theo nguồn vốn đã được bố trí và do một số yếu tố khách quan khác ảnh hưởng đến quá trình thực hiện dự án. Do đó, phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh quy mô, phạm vi đầu tư để phù hợp với tình hình thi công thực tế và quy định của pháp luật hiện hành. Để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo, phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án nói trên. Về thông tin cơ bản của các dự án và lý do xin điều chỉnh chủ trương đầu tư của từng dự án cụ thể đã gửi cho các đại biểu kèm theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ba là về quá trình soạn thảo dự thảo nghị quyết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với các sở ngành liên quan thực hiện các quy trình thủ tục trong xây dựng nghị quyết và tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan đơn vị có liên quan. Bốn là về nội dung dự thảo nghị quyết. Dự thảo nghị quyết có 3 điều, trong đó điều 1 là điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh như sau. 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối quốc lộ 1A đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, tỉnh Quảng Bình với nội dung cụ thể là điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt là năm 2017-2018 và thời gian thực hiện dự án điều chỉnh năm 2017 đến quý 3 năm 2019. 2. Là điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Đông Mương Phòng Thủy, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới với các nội dung cụ thể là điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, thời gian thực hiện đã phê duyệt năm 2016-2018 và thời gian điều chỉnh là 2016-2020. 3. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng củng cố đê kè chống sạt lở cửa sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới với các nội dung cụ thể. A là điều chỉnh phạm vi đầu tư. Tôi xin phép không trình bày cái phần nội dung đã phê duyệt. Về còn về phạm vi đầu tư điều chỉnh là tuyến kè dự án nằm bờ bắc sông Nhật Lệ thuộc phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có chiều dài 2,974 km, được phân thành 3 đoạn như sau. Đoạn 1 lý trình km 0+0 đến km 0+724 từ bờ nam cầu dài đến phía bắc cảng cá Nhật Lệ, chiều dài 0,724 km. Đoạn 2 lý trình km 1+200 đến km 1+950 từ phía nam nhà máy đóng cầu Nhật Lệ đến phía nam cầu Nhật Lệ 2 khoảng 100 m với chiều dài 0,75 km. Đoạn 3 lý trình km 1+950 đến km 3+450 từ phía cầu Nhật Lệ 2 khoảng 100 m về phía nam trên cơ sở tuyến D thuộc dự án PAM xây dựng năm 1997 nâng cấp đảm bảo an toàn cho tuyến D, chiều dài 1,5 km. B là điều chỉnh phân kỳ đầu tư. Phân kỳ đầu tư điều chỉnh giai đoạn 1 lý trình km 0 đến km 0+724 từ bờ nam cầu dài đến phía bắc cả Nhật Lệ và lý trình km 1+200 đến km 1+950 từ bờ nam từ phía nam nhà máy đóng cầu Nhật Lệ đến phía nam cầu Nhật Lệ 2 khoảng 100 m với tổng chiều dài 1,474 km. Giai đoạn 2, lý trình km 1+950 đến km 3+450, nâng cấp sửa chữa đoạn đê kè từ Nhật Lệ 2 khoảng 100 m về phía nam với chiều dài 1,5 km. 4. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hệ thống đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với các nội dung cụ thể. A là bổ sung nội dung và quy mô đầu tư. Về phạm vi đầu tư là bổ sung đầu tư xây dựng tuyến kết nối 4 trục đường kết nối trung tâm với khu vực phía tây thành phố Đồng Hới, đường tỉnh
570B, chiều dài tuyến đường bổ sung là 7,044 km. Về quy mô đầu tư tuyến kết nối 4, về phạm vi đầu tư là điểm đầu km 0+0 tại km 663+540 quốc lộ 1 ở từ cổng Vinh Quang, và điểm kết nối km 7+2255 tại km 988+700 nút giao giữa đường Lý Thái Tổ và đường Hồ Chí Minh Nhánh Đông. Về chiều dài tuyến là 7,044 km. Về quy mô mặt cắt, bề rộng đường rộng 12,5 m, bề rộng mặt đường là 10,5 m, bề rộng lề đường 2 m, riêng đoạn từ km 0+0 đến km 0+578 giữ nguyên quy mô đường hiện tại, và đoạn đường từ km 1+287 cho đến km 2+255 từ bệnh viện đa khoa Đồng Hới đến quốc lộ 1 đoạn tránh Đồng Hới, thành phố Đồng Hới, đầu tư với bề rộng nền đường là 11 m, bề rộng mặt đường 9 m, bề rộng lề đường 2 m. B, điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư đã duyệt tại mục 2 công văn 167 ngày 26 tháng 11 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Biểu cụ thể đã có trong tờ trình gửi quý vị đại biểu và xin phép không trình bày ở đây. C, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt là năm 2017 đến năm 2020 và thời gian thực hiện xin điều chỉnh là năm 2017 đến năm 2021. 5 là điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình trụ sở làm việc Thành ủy Đồng Hới với các nội dung cụ thể là điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Thời gian thực hiện đã phê duyệt năm 2016, năm 2018. Thời gian thực hiện điều chỉnh là năm 2016, năm 2019 đến năm 2019. Điều 2, tổ chức thực hiện, và điều 3 là quy định về hiệu lực của nghị quyết và có dự thảo nghị quyết kèm theo. Ủy ban nhân tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân tỉnh xem xét. Xin cảm ơn đồng chí Tránh Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh. Tiếp theo xin mời đồng chí Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, trình bày tờ trình của Ủy ban nhân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết quy định mức học phí đối với một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Xin mời đồng chí. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các quý vị đại biểu, được sự phân công của ban tỉnh, tôi xin trình bày tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định mức thu học phí đối với một số cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Một, sự cần thiết và thẩm quyền ban hành nghị quyết theo quy định tại nghị định số 86 ngày 2 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quy định cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021, thì từ năm học 2016-2017 trở đi, học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch Đầu tư thông báo. Và cũng tại nghị định này, quy định Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức học phí cụ thể hàng năm phù hợp với thực tế của các vùng trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, cũng tại nghị định số 86 ngày 2 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định Ủy ban nhân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân cung cấp quyết định việc thu học phí cụ thể đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của địa phương. Trong điều kiện các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện lộ trình từ chủ về tài chính đến năm 2020, mức thu học phí đối với đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp đã được quy định tại nghị quyết số 22 của Hội đồng nhân tỉnh không phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Như vậy, việc ban tỉnh trình Hội đồng nhân tỉnh nghị quyết quy định mức thu học phí đối với một số cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn là cần thiết, có cơ sở pháp lý và phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng nhân tỉnh. 2. Quá trình soạn thảo nghị quyết, Ủy ban nhân tỉnh đã chỉ đạo giao Sở Tài chính dự thảo nghị quyết
lấy ý kiến các sở ban ngành liên quan, trên cơ sở thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, dự thảo các nội dung liên quan. Dự thảo nghị quyết đã được Sở Tư pháp thẩm định, quy định và các thành viên ủy ban tỉnh tham gia ý kiến. Ba bộ cục và nội dung chính của dự thảo nghị quyết. Dự thảo nghị quyết gồm có 3 điều, trong đó điều 1 quy định mức thu học phí đối với một số cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Điều 2 quy định về tổ chức thực hiện. Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành có dự thảo nghị quyết kèm theo. Một số nội dung giải trình làm rõ như sau. Theo công bố của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 18 tăng so với năm 17 là 3,54% và chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng đầu năm 2019 tăng 2,74% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là mức tăng bình quân 5 tháng đầu năm thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị và Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí năm học 2019-2020 bằng mức thu học phí năm học 2018-2019. Quy định tại nghị quyết số 40 ngày 20 của Ủy ban năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Về mức thu học phí đào tạo cao đẳng trung cấp, mức thu học phí đào tạo cao đẳng trung cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được quy định tại nghị quyết số 22 ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến năm học 2020-2021. Mức thu này bằng 80% mức thu của các cơ sở giáo dục chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư quy định tại nghị định số 86 của Chính phủ. Các trường cao đẳng trung cấp trên địa bàn mới chỉ đảm bảo một phần chi thường xuyên và đầu tư. Thực hiện chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề án, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sự nghiệp giáo dục đào tạo phải thực hiện tự chủ và cắt giảm chi thường xuyên theo lộ trình đến năm 2020. Vì vậy, Ủy ban tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đào tạo cao đẳng trung cấp trên địa bàn tỉnh tăng 10% so với mức thu quy định tại nghị quyết số 2 ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng tỉnh đối với năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 bằng khoảng 90% mức trần quy định tại nghị định 86 của Chính phủ. Ủy ban nhân tỉnh kính trình Hội đồng nhân tỉnh xem xét. Trân trọng cảm ơn các anh chị. Xin cảm ơn đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo. Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí Trần Phong, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, trình bày tờ trình của Ủy ban nhân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết về việc bổ sung điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Xin mời đồng chí. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thực hiện sự phân công của lãnh đạo Ủy ban tỉnh, xin trình Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị bổ sung điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ngày 8 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 50 về việc thông qua kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng đất, phát sinh một số công trình, dự án cấp bách phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhưng chưa được Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đăng ký nên chưa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại nghị quyết số 50 ngày 8 tháng 12 năm 2018. Bên cạnh đó, có một số công trình dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhưng nay đo đạc thực tế diện tích loại đất có sự thay đổi để thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho thuê đất đúng quy định của pháp luật. Căn cứ luật đất đai năm 2013, căn cứ nghị định số 43 năm 2014, căn cứ nghị định số 01 năm 2017, căn cứ nghị quyết số 45 năm 2018, căn cứ thông tư số 29 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua nghị quyết bổ sung điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất,
chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cụ thể như sau. Tổng số dự án đề nghị bổ sung điều chỉnh là 48 dự án với tổng diện tích 2.720.754 m2. Một, bổ sung điều chỉnh 43 dự án thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 điều 62 luật đất đai, trong đó bổ sung 35 dự án thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 điều 62 luật đất đai, trong đó có 22 dự án đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và một dự án đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ theo điểm B khoản 1 điều 58 luật đất đai. Điều chỉnh 8 dự án đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt tại nghị quyết số 50 ngày 8 tháng 12 năm 2018, trong đó có 3 dự án đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm B khoản 1 điều 58 luật đất đai. 2. Bổ sung điều chỉnh 5 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 58 luật đất đai, trong đó bổ sung 3 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm B khoản 1 điều 58. Điều chỉnh 2 dự án đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt tại nghị quyết số 35 ngày 8 tháng 12 năm 2017. Tất cả các công trình dự án đều có phụ lục kèm theo. Ủy ban Nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Cảm ơn Hội đồng tỉnh. Xin cảm ơn đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường. Tiếp theo mời đồng chí Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trình bày 3 tờ trình, nhưng mà báo cáo chỉ về Hội đồng là đến 11 rưỡi thì nghỉ, nếu chiều tiếp tục. Nhưng mà tờ trình thứ nhất là tờ trình của Ủy ban Nhân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng Nhân tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 29 về phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới để thực hiện dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Quảng Bình. Tờ trình thứ hai đề nghị Hội đồng Nhân tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh. Và tờ trình thứ ba đề nghị Hội đồng Nhân tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết về phương án phân bổ nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Xin mời đồng chí. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, kính thưa quý vị đại biểu, thưa kỳ họp, tôi xin trình bày ba cái tờ trình. Tờ trình thứ nhất là về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết số 29 ngày 8 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới VKB để thực hiện dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tại tỉnh Quảng Bình. Về căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải ban hành nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 29, căn cứ pháp lý đó là căn cứ vào nghị quyết số 29 của Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới để thực hiện dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu. Căn cứ vào hiệp định tài trợ số 6079 ngày 3 tháng 8 2018 giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế về dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu. Căn cứ vào quyết định số 1387 ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án và đây là về sự cần thiết phải ban hành thì ngày 8 tháng 12 năm 2017, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 29 về phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay ngân hàng để thực hiện dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện theo kết quả đàm phán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới VKB chủ trì phối với sự tham gia của đại diện các bộ ngành trung ương, nguồn vốn vay không được sử dụng để thanh toán thuế VAT và các loại phí, do đó các bên đã thống nhất điều chuyển từ nguồn vốn vay của VKB sang sử dụng vốn đối ứng để thanh toán. Đến nay dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại quyết định số 1387 ngày 23 tháng 10 năm 2018. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có quyết định số 286 ngày 21 tháng 1 năm 2019 phê duyệt điều chỉnh bổ sung quyết định số 1658. Trong đó, tổng mức đầu tư cơ cấu vốn và thời gian thực hiện dự án đối với tỉnh có sự thay đổi như sau. Về tổng mức đầu tư từ 22.011.000 đô la là còn lại 21.982.000 đô la, giảm 29.000 đô la. Trong đó nguồn vay của VKB là 19.500 đã phê duyệt, còn lại là 19.500.000 đô la, giảm còn 17.689.000. Trong đó trung ương cấp phát từ 17.534.000 đô la còn
5.912.000 đô la, giảm 1.622.000. Về tỉnh vay lại là từ 1.966.000 đô la, còn lại 1.770.000 đô la. Nguồn vốn đối ứng là từ 2.511.000 đô la và tăng thành là 4.293.000, trong đó là cấp phát của trung ương là 932.000 và từ cân đối của tỉnh là 3.361.000 đô la. Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt là 2017 đến 2023 và điều chỉnh là từ 2018 đến 2023. Để có cơ sở thẩm định và ký thỏa thuận vay lại của dự án hiện đại hóa lâm nghiệp và tăng cường tính trọng chủ ven biển, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân tỉnh sửa đổi bổ sung nghị quyết số 29. Trong quá trình soạn thảo nghị quyết cũng như làm rõ phương án và nội dung của dự thảo nghị quyết thì đã có trong tờ trình, kính mời các quý vị hội đồng xem xét. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và thông qua. Về tờ trình thứ hai, về việc đề nghị thông qua nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, căn cứ luật lâm nghiệp số 16 ngày 15 tháng 11 2017, căn cứ nghị định một số 156 ngày 16 tháng 11 của Chính phủ, căn cứ nghị quyết số 50 của Hội đồng nhân dân tỉnh, căn cứ quyết định số 4527 và 4534 về quy hoạch bảo vệ phát triển rừng và quy hoạch ba loại rừng của tỉnh Quảng Bình, căn cứ các quyết định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố để thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đảm bảo đúng theo quy định điều 20 luật lâm nghiệp số 16 và điều 41 nghị định số 156 ngày 16 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ quy định, thi hành chi tiết một số điều của luật nghiệp, đồng thời phù hợp với nhu cầu đầu tư của đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 26 dự án với diện tích 174.3 hectare, tôi là đô đọc sôi tận, trong đó rừng trồng thuộc quy hoạch sản xuất là 18.4 hectare, rừng trồng sản xuất ngoài quy hoạch lâm nghiệp là 155.8 hectare. Trong tổng số diện tích 174.3 hectare thì được phân bổ trên 4 huyện và thành phố đồng hới như sau: huyện Quảng Ninh là 106.9 hectare thuộc 3 xã Võ Ninh, Hải Ninh và Gia Ninh, lý do chỉ mục đích để thực hiện các dự án. Hai là huyện Lệ Thủy diện tích 21.3 hectare bao gồm các xã Phú Thủy, Cam Thủy, Ngư Thủy, Bắc và Hưng Thủy cũng để thực hiện chuyển mục đích rừng để cùng thực hiện các dự án. Về huyện Bố Trạch là diện tích chuyển đổi là 2.4 hectare tại xã Lý Trạch. Bốn là huyện Minh Hóa diện tích 0.2 hectare tại xã Hòa Tiến để chuyển mục đích sang thực hiện các dự án cây xăng dầu. Năm, thành phố Đồng Hới là chuyển diện tích 43.3 hectare tại xã Thuận Đức và xã Bảo Ninh để chuyển các cái dự án đã được phê duyệt. Ủy ban nhân tỉnh kính trình Hội đồng nhân tỉnh xem xét và thông qua. Ba là cái tờ trình về việc thông qua phương án phân bổ nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 2015, căn cứ luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 2015, căn cứ luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 2014, nghị định 136 ngày 30 tháng 12 của Chính phủ, căn cứ nghị quyết số 110 ngày 10 tháng 12 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh và căn cứ nghị quyết số 37 ngày 13 tháng 7 2018 của Hội đồng nhân tỉnh về việc ban hành quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết về phương án phân bổ nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới như sau: một, về căn cứ pháp lý là căn cứ quyết định 1865 ngày 23 tháng 11 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ quyết định số 1385 ngày 21 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án hỗ trợ thôn bản ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020. Căn cứ quyết định số 2261 ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020, căn cứ thông tư số 15 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Thôn về hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với các hợp tác xã nông nghiệp, căn cứ văn bản số 2367
ngày 17 tháng 4 năm 2018 và số 3262 ngày 31 tháng 5 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện quyết định số 2261 ngày 15 tháng 2 2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Căn cứ văn bản số 1809 ngày 23 tháng 3 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ văn bản số 223 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và căn cứ văn bản số 2912 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Hai, về đối tượng hỗ trợ theo quy định tại văn bản số 1809 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về hướng dẫn sử dụng vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đối tượng bao gồm: một, đề án hỗ trợ thôn bản ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới vùng núi, vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quyết định 1385 ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ và phê duyệt đề án hỗ trợ, thì tỉnh Quảng Bình có 104 thôn của 8 xã thuộc 4 huyện gồm Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy có trong danh mục thuộc đối tượng hỗ trợ của đề án này. Hai, về đề án hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo quyết định số 2261 ngày 15 tháng 12 2014 và quyết định số 461 ngày 27 tháng 4 2018 của Thủ tướng Chính phủ chỉ hỗ trợ cho các hợp tác xã đảm bảo đồng thời các điều kiện sau: một, đảm bảo các tiêu chí tại thông tư số 15 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, rồi đảm bảo tiêu chí tại văn bản hướng dẫn số 2367 ngày 17 tháng 4 của Bộ Kế hoạch Đầu tư; ba, về dự kiến phương án phân bổ chi tiết dự phòng giai đoạn 2019-2020 và điều chỉnh phương án phân bổ chi tiết vốn dự phòng năm 2019 như sau: tổng số vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2019-2020 là 80 tỷ 130 triệu đồng theo quy định tại quyết định số 1385 ngày 1/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án hỗ trợ thôn bản ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới vùng núi và hải đảo xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020, số vốn bố trí đề án này chiếm khoảng 40% tổng số vốn. Như vậy, số vốn dự kiến phân bổ như sau: đề án hỗ trợ thôn bản ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới vùng núi, vùng bãi ngang và ven biển và hải đảo là 32 tỷ 052 triệu đồng, đề án hỗ trợ phát triển hợp tác xã là 48 tỷ 078 triệu đồng. Cụ thể như sau: về phương án phân bổ cho các thôn bản ấp của các xã đặc biệt khó khăn là 30 tỷ 05. Số vốn dự kiến phân bổ cho từng xã tính bằng cách chia bình quân cho mỗi thôn, sau đó nhân theo số thôn của để phân bổ cho từng xã. Cụ thể, huyện Lệ Thủy có 18 thôn và số phân bổ là đề nghị là 5 tỷ 547 và phân bổ năm 2019 là 2 tỷ 160. Huyện Quảng Ninh là 20 thôn, tổng số là 6 tỷ 164 và phân bổ 2019 là 2 tỷ 400. Huyện Bố Trạch là 18 thôn, cũng như Lệ Thủy 5 tỷ 547 và 2 tỷ 160. Về huyện Minh Hóa là 48 thôn là phân bổ, tổng phân bổ là 14 tỷ 793 và phân bổ 2019 là 5 tỷ 760. Về phương án phân bổ để thực hiện đề án phát triển hợp tác xã là 40 tỷ 078 thì theo hướng dẫn của các tiêu chí trên thì để đảm bảo hỗ trợ cho các hợp tác xã phát triển là chúng tôi chọn ra là kết quả ở Quảng Bình là có 40 hợp tác xã trên 185 hợp tác xã nông nghiệp đủ điều kiện và đạt các tiêu chí về được hỗ trợ theo đề án hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo quy định, chiếm hơn 1,6% tổng số hợp tác xã nông nghiệp. Để vừa đảm bảo đầu tư có trọng tâm trọng điểm, nâng cao hiệu quả nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện đề án tại Quảng Bình, tránh đầu tư dàn trải manh mún, đồng thời đảm bảo sự tương quan đồng đều giữa các địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh phương án phân bổ như sau: trong số 440 hợp tác xã đủ điều kiện, rà soát sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, chọn ra 15 hợp tác xã để thực hiện hỗ trợ cụ thể. Huyện Lệ Thủy có 40 hợp tác xã đạt tiêu chí, 24 hợp tác xã đạt tiêu chí thì chọn 6 hợp tác xã. Quảng Ninh có 8 thì chọn 3 hợp tác xã. Đồng Hới có 4, chọn 2 hợp tác xã. Còn Bố Trạch, Ba Đồn, Quảng Trạch, Tuyên Hóa thì chỉ có 1 hợp tác xã đạt thì cũng chọn vào để được hỗ trợ trong đợt này luôn. Báo cáo như thế. Các tiêu chí lựa chọn là thông qua thông tư 15, rồi là các hợp tác xã có tổ chức hoạt động quy định theo luật hợp tác xã, có là doanh thu tối thiểu 300 triệu đồng trên năm, trong thời gian 3 năm là các hợp tác xã phải có ít nhất 1 năm đạt doanh số thu tối thiểu là 1 tỷ đồng và có cái vốn đối ứng là 20%. Xin phép đồng chí giáo đốc sở là chiều nay tiếp tục. Về phương án điều chỉnh thì có 1 tí rồi. Thì đề án đã trong, tuy nhiên theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch Đầu tư thì chúng tôi là cho như thế, thì kính xin Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và thông qua. Xin hết. Xin cảm ơn đồng chí giám đốc sở nông nghiệp. Báo cáo về hội đồng là sáng hôm nay hội đồng đã nghe trình bày chính cái báo cáo và 80 tờ trình. Chiều hôm nay
12 giờ, tức là 14 giờ là hội đồng bắt đầu làm việc. Xin mời các đồng chí hội nghị.